Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn, để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha bạn. Sẽ tô hết phần lưng, cô qua không? Em nghỉ cả ngày em đi họp phụ huynh mà. Bố em không biết lớp em lại phải đi chỉ. Qua học lâu vãi. 9 đưa đến 12 giờ về nhỉ. Anh Công bảo là cho gái vào đây không làm được đâu, làm chỉ đi ngắm gái thôi. Bạn này nhà. Anh Cương bảo là cho gái ở đây không làm được đâu. Rồi, để nói chuyện nghe. Có chuyện nhưng mà không làm được. Đâu lấy cái gì cạo mò. Mò mòn hết rồi. Trời, cái kia mà cả. Trời. Trời, cái bé đó, trời. Lấy cái gì cả đi. Giống. Chặt rồi. Chặt đây, chặt. Chặt tròn đấy. Cho anh mấy giây để có một giây. Ôi, cái khác là với con màu xanh không? Mai để cho một hôm mà nhận chửi như cái gì à? Ngày cho một hôm mà nhận chửi đấy gọi là chửi đâu mà. Bây giờ mình xin tiếp tục tôi mỏi đây. Đấy là tại anh Công không báo trước cơ. Đấy là tại anh Công, đấy là anh Công không biết là mình làm theo lưng này là phải báo. Mình quyết bảo này anh Kim. Còn tôi thì anh lại nghỉ tiếp. Thì cứ xin trước cơ. Chờ xin đi cô đó nhưng gì mà vậy. Ô hết cái đĩa cạo rồi, kè quá. Chỉ có 10 nha. Kiểu gì cũng không mưa đâu. Đấy. Không mưa đâu. Đó, để thầy cho mình xem một đợt kia. Giờ cô trời mưa khổ rồi. Con mưa rồi. Nắng hết rồi. Alo, cái thứ bảy chủ nhật mưa rồi. Mát thôi, nó chỉ mát trời thôi. Lạnh luôn ấy nhỉ. Bắt đầu sắp lạnh rồi. Như vậy thì chắc mình sẽ đến đây kết thúc. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và sản phẩm mình muốn gửi đến các bạn là gì thì xin mời các bạn hãy đón xem video của mình. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video để ủng hộ các bạn.
để cho các bạn cùng xem. Và mình mong rằng các bạn hãy cho mình tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn nha, mình suy là chi tiết tâm mồi các bạn. Về trước đi, anh làm còn một video nữa cơ. Em đợi anh yêu. Mày đang nghe cái gì đây? Nghe lại thôi. Hẳn hoi nha, nó mở tiếng nhạc cái gì cái chết cái nút đấy. Là nói chuyện mà. Là nói chuyện. Tôi nhiên mày xem mày ra nghe kia xem. Cái bộ này mà đắt quá, không thể mua của nó nữa. Cái mua của nó khác. Cho mọi ăn dứa à. Ê! Mày ra cái gì em nghe? Ra sắp pin của mày đi. Em có kết lớn cái tai nghe. Đây rồi. Làm gì đâu. Cái tiếng gì vậy? Vẫn bị loan ra đây. Tiếng nhạc bị loan ra đã có về. Như vậy thì cái thùng như vậy.